Thế ra cầm con bé nha. Rồi cầm bé đó quay trở lại với Yên Lặng Long Lùng. Một cân di chúc hoàn toàn mới về nên thứ gì cho bé. Cân của anh thì đa dạng rất nhiều loại chủ đề về thiên nhiên thiên thích và mong các bé ghé thăm ủng hộ và đăng ký nha. Thì thôi không dài dòng nữa, nhớ anh sẽ giới thiệu cho các bé một một phim mới và trong thời gian qua đã vang bóng và sự trở lại mới nhất này sẽ phim là Hot các bạn ạ. Thì hiện đó chính là game Boom Mobile. Chúng ta vào CH Play, gõ từ tìm kiếm là Boom 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 Mobile. Đó, đây ở hàng cuối cùng các bạn. Thì Boom Mobile này là một trò chơi dành cho các bé lứa tuổi từ 8 đến 15 tuổi, đa dạng các thành phần các bạn và các bé nhé. Thì Boom Mobile này giờ đã cập nhật phiên bản mới đa dạng hơn. Thứ hai nữa là cho chúng ta thay đổi được nhiều nhân vật, nhiều thể loại và nhiều bản đồ mới. Đó. Có nhiều nhân vật như tinh quái, mơ màng, khôn ngoan, bé bỏng, lóng lẫy, khò khò, nhanh nhảu, dũng cảm, thịt mỡ, hàm ăn, mật ngọt, thiện thùng. Đó. Và rất là nhiều cái chế độ đấu, chế độ đấu cơ sở của bác đi và cho các cái bạn đấu như là cân 3, cân 4 thì các bạn vậy. Thì đến với lại Boom Mobile này thì trở lại sẽ bản đồ 3D rất đẹp các bạn. Đó. Rất chi là xịn sò. Và rồi cùng anh lùi cài đặt với nha. Chúng ta còn cài xuống các bé ơi. Và hãy cùng chơi Boom Mobile với anh là trong quá trình thời gian ngắn thì chúng ta đã quay lại kênh nha các bạn. Bé kênh của anh thì cũng như giới thiệu đó, kênh của anh hoàn toàn là một chủ đề riêng chút dành cho các bé lớn tuổi từ 8 đến 15 tuổi, đa dạng chủ đề các bé. Đó, và một vài hôm tới anh sẽ xin trực tiếp chơi game Boom Mobile. Nếu bé là thích và ủng hộ anh thì hãy ghé qua kênh Long Lùn Vlog nha các bé. Rồi chúng ta là xe ở đây thì game Boom Mobile đang được cài đặt và chỉnh sửa các bé.
Bây giờ anh đã sẽ hết chế độ lâm sàng, anh giá ra cho bạn thêm được dân phú. Vâng, ok, các bé ơi, sau khi game Move Mobile đã tải xong thì các bé sẽ ấn nút mở và bắt đầu vào chế độ chơi Move Mobile. Mobile. Hiện tại đây, nhận tập rất nhiều các bạn trẻ đang nghe phim chờ trong vòng lên lãi tí ơi. Mobile cho các em thì phải nếu anh là thích chơi hãy solo cùng anh em và tí nữa anh sẽ cho các bé nick của anh các bé và các bạn rồi đấu cùng anh nhé. Hãy ký tên tôi vào các bé. Một vài phút nữa thôi là chúng ta vào anh chờ cái lượng chính của game Boom Mobile. Rồi, các bé ơi, sắp vào rồi. Rồi, giờ chỉ còn 6% nữa thôi. Chúng ta đừng đứng được rồi. Yo, cập nhật hoàn tất. Yeah. Rồi đó đang vào cái độ để lát hết xem thôi các bạn. Đó và giờ chúng ta chọn nhân vật nha. Đây là Tân Vinh và tôi là người chơi lục cấp. Các bé mới vào chơi thì hãy chọn mới tập chơi đấy thì hãy chọn tôi là Tân Vinh cho bé đó thì để tôi như chương trình đấy sẽ rèn luyện cho các bé cách chi tiết nhất đó các bé. Đây là một vài giới thiệu. Đó, đây là nhân vật của chúng ta và cách điều khiển.
chúng ta đi lên đích. Quay từ con bom các bạn nhé. Đó, may quá. Và chúng ta sẽ nhận được đồ nâng cấp. À, chúng ta đi ăn đồ nâng cấp là. Rồi, chế độ bọt đã được kích hoạt. Và bây giờ các bạn bấm. Đó, để mở được cánh cửa. À, thích lắm các bé ơi. Đây là chuyển. Đó, ở chế độ mới là gì? Nhưng là chúng ta có rất nhiều chuyển. Rồi, thì chúng ta vào chọn tài khoản cho các bé nhé. Để anh đăng nhập tài khoản cho bé. Rồi, sau khi thì đăng nhập xong tài khoản ID, chúng ta sẽ chọn nhân vật giới tính. Đó chính là giới tính nam hay nữ. Anh chọn nhân vật nam. Và điền thêm thông tin này. Thông tin vào nha các bạn nhé, em nhé. Anh sẽ điền là Long Vlog. Đó. Vlog. Ok. Yeah.